Một lần nữa xin kính mời toàn thể quý vị hãy khẩn trương trở về với trung tâm của ngã tám thành phố Tuyên Quang. Anh cũng xin gửi lời đến toàn thể quý vị, quý vị rất đồng cảm xe mô hình của đơn vị tổ chức sự kiện đã ơn và tối đa bên quân và ngày định trở trở xuất nặng cho tất cả quý vị hội đồng thông cảm sẽ không di chuyển lên xe của ban tổ chức chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn.